Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có công văn về thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo nghị quyết số 103 của chính phủ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện và thủ trưởng cơ quan đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai. Theo nghị quyết số 103, mức hỗ trợ một lần là 3 triệu 700 ngàn đồng một người, áp dụng với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chưa được hưởng chính sách của địa phương hỗ trợ, đối với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác. Đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã được hưởng chính sách của địa phương theo nghị quyết số 68 thì sẽ hỗ trợ một lần dưới mức 2 triệu 200 ngàn đồng một người.